Lan xin kính chào quý vị trong chương trình Sơ Anh Vai Lo Em. Thưa quý vị, hôm nay Lan xin trình bày cho quý vị làm sao để làm chặt một cái quần nhé. Vâng, thưa quý vị, đây là cái quần bên hông, từ bên hông tới dưới gáo á. Thưa quý vị, đây là cái quần. Vâng, mà khách hàng đưa cho Lan em nhé. Khi Lion ghim kim á, thì Lion là ghim ở phía đằng sau quần. Những cái kia mà đằng sau nó rộng lắm thì ta ghim từ mông nha, từ mông xuống cho tới ống. Vâng, hai bên bằng giống nhau. Vâng, thì bắt đầu ta lấy thước ta đo. Ta đo bao nhiêu? Cái này là 3/4. 3/4 thì cái quần này là nó trường hợp là cái đáy nó thì vừa khít, khi mặc vô thì nó vừa khít. Vâng, nó không có dài. Nếu mà nó dài á, nếu mà khi mặc vô ta nắm đằng sau, nếu mà ta thấy khách hàng cái đáy nó dài thì ta làm chặt phía bên đường bên trong đáy á, là đường inseam. Vâng, đường bên trong đáy là đường inseam, và đường bên ngoài phía ngoài hông á là đường outseam. Vâng, nếu mà cái đáy dài thì ta làm chặt cái đường inseam, còn nếu mà cái đáy nó chặt nó vừa khít á thì ta làm cái đường outseam. Thì ta từ từ ta mát ta làm dấu. Cái này là 3/4 in. Vâng, thì ta mu song song thẳng ra bên hông là 3/4 in. Ta lấy thước ta vạch. Vâng, thước với phấn ta vạch. Kính thưa quý vị, ta lấy phấn với thước ta vạch sang phấn á. Kính thưa quý vị, đây là đường mông nhé. Thẳng mông là 3/4 thì ta vạch 3/4. Xuống dưới đùi cũng vậy, 3/4 thì ta vạch 3/4. Nó cứ song song như vậy á, 3/4. Từ trên hông xuống tới đùi coi như là all the way là 3/4, all the way down là thẳng từ trên mông xuống đùi xuống ống là 3/4. Thì ta sang qua bên hông 3/4 xong rồi bên ngoài, rồi ta lộn bên trong, ta mát phấn lại, ta vẽ đường thẳng, rồi ta may theo cái đường hai bên hông. Thế là ta đã làm chặt được một cái quần mà khách hàng nó mặc rộng thùng thình mé bên sau á. Vâng, và cái này làm dài ra là 3/4. Quần này là khách hàng muốn làm dài ra 3/4. Vâng, nhắc lại quý vị nhé, trong một cái quần thì nó có hai cái đường, đường trong đáy gọi là inseam và ngoài bên hông, bên hông của mình gọi là outseam. Thì mặc rộng thùng thình là ta lấy kim ta ghim mấy đằng sau. Ta khi ta ghim xong thì ta check cái đáy, nếu mà đáy dài ấy, thì ta sẽ làm phía bên trong, sẽ làm chặt phía bên trong inseam, còn nếu mà đáy nó vừa khít á thì ta làm chặt hai phía bên hông. Thì ta cứ đo bao nhiêu thì ta mu ra bên đó, bên ngoài bấy nhiêu. Ta mát phấn mé ngoài xong ta mát phấn phía trong, rồi bắt đầu ta kẻ thẳng và ta may theo đường đó, và ta tháo cái đường chỉ ngoài ra rồi ta ủi. Vâng, chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi những chương trình của Loan. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, email cho Loan ở địa chỉ loanthaylor57@yahoo.com. Xin chân thành cảm tạ.